22 tuổi ạ. Con tên gì? Con tên là Long. Long. Ô, em. À, chứ nãy giờ tôi ngờ ngợ. Chúng ta đã gặp nhau ở trên sân khấu một lần rồi. Ờ, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. À, ố, cái này là em của Long, là cái bạn nhỏ hay quay clip chung hả? Dạ, Long lượn Long mẹ nè. Tài năng của con á, nó rất là tâm linh. Tâm linh thôi. Về tâm linh ạ. Khoan lại từ lại gần coi, nghe thấy tâm linh sợ quá nè. Tâm linh như thế nào? Con có thể xem lại quá khứ của các chú. Thôi đừng có xem nữa. Thôi đừng xem. Thôi đừng xem. Con trai, có những thứ con còn quá nhỏ để hiểu. Mình đổi tài năng đi con. Đừng coi, đừng xem gì quá khứ của con mấy chú hết. Con coi quá khứ. Con này. Con coi quá khứ của mấy chú bằng cách nào? Bây giờ nhá, chú xòe tay ra đi ạ. Rồi. Hay quá nè. Con biết rồi. Bây giờ này, từ lúc bé chú mới đẻ ra. Khúc này chắc phải lồng nhạc rùng rợn lắm á. Chú khóc chứ chú không có cười. Wow. Trời ơi, vậy con sao con biết vậy? Tại vì con thông minh ạ. Trời ơi, trời ơi. Chú nhìn nè, chú nhìn nè. Nổi da đầu nè. Chú nhìn, chú nhìn. Ok ạ. Để cho mình đi. Thôi, con biết rồi. Cũng là từ lúc chú đẻ ra, chú chưa có răng. Trời ơi, trời ơi. Sao bây giờ con nè? Răng ở đâu ra? Ở đâu nè? Sao con biết hay vậy? Hay quá luôn ơi. Tới chú, tới chú. Mời chú mình đi con. Từ lúc 10 tuổi. Từ lúc 10 tuổi. Cho đến 15 tuổi. Cho đến 15 tuổi. Là độ tuổi chú dậy thì. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao con biết? Coi vui nè. Coi vui nè. Coi anh con. Thôi. Coi anh thì nó thường quá rồi đúng không? Vì biết hết quá khứ của nhau rồi.